Tòa tuyên bố tráng án đối với Tony Lê Tả, người từng bị bắt tại Tây Úc do tình nghi buôn bán cocaine. Thưa quý vị, Tony Lê Tả, một người Canada gốc Việt bị tuyên án gần 17 năm ở Tây Úc vì buôn bán một đơn hàng cocaine trị giá hàng triệu Mỹ Kim đã được tuyên bố tráng án. Quyết định này được đưa ra sau khi các tranh luận về việc kháng cáo diễn ra cho rằng có thể một đồng phạm người Bulgaria đã vận chuyển lượng ma túy trên chứ không phải là Lê Tả. Vào tháng 2 năm 2019, Lê Tả bị kết án cung cấp khoảng 21 ký cocaine cho trong một giao dịch tại một khách sạn ở Port Hedland. Số lượng cocaine trên được tìm thấy trong 20 gói riêng được bọc trong một chiếc khăn để bên trong một vali. Theo tờ Sydney Morning Herald đưa tin vào hôm thứ Năm, 5 tháng 2, tòa án kháng án Tây Úc cho biết phán quyết của bồi thẩm đoàn tòa án quận là không hợp lý vì nó không chứng minh được rằng chính Lê Tả đã giao chiếc vali chứa thuốc cho người nhận. Có rất nhiều sự thật không thể chối cãi trong vụ án này. Một trong số đó bao gồm vai trò của Văn Du Nguyễn, người đến lấy hàng tại khách sạn Esplanade vào tháng 5 2017. Các công tố viên cáo buộc rằng sau khi nhận hàng từ hai người Bulgaria thì Lê Tả giao chiếc vali cho Văn Du Nguyễn. Hai người trên không phải là đối tượng của cuộc điều tra nhưng sau đó bị buộc tội buôn bán methamphetamine sau khi bị bắt gặp đang dỡ thuốc ở khu vực phía Bắc Tây Úc. Tuy nhiên thì một thẩm phán thì lại cho rằng không thể loại trừ trường hợp chính một trong hai người Bulgaria đã giao chiếc vali cocaine cho người nhận chứ không phải là Tony Lê Tả và tuyên bố tráng án.